Tại sao cuộc đàn áp Pháp Luân Công là thảm họa nhân quyền lớn nhất ở Trung Quốc? Vấn đề nhân quyền lớn nhất ở Trung Quốc là vấn đề Pháp Luân Công. Các luật sư nhân quyền tại Trung Quốc đại lục là Tạ Yến Ích và Tạ Dương đã viết trong một bức thư gửi công khai tới Liên minh châu Âu. Trong đó nói rằng, phạm vi và hậu quả của cuộc đàn áp này có thể nói là thảm họa nhân đạo lớn nhất trong lịch sử loài người kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc cho đến nay. Luật sư nhân quyền đại lục Dương Văn Sinh, người từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết tội phi pháp 4 năm đã cảm khái, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc rõ ràng là hành vi sai trái nghiêm trọng, là một thảm họa lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian kéo dài, hệ lụy đến không biết bao nhiêu người thiện lương vô tội, e là tội ác ngàn đời chưa từng có. Tại sao ba vị luật sư đại lục lại nói như vậy? Tại sao cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là thảm họa nhân đạo lớn nhất ở Trung Quốc? Trong đại dịch, 39 người đã bị tra tấn đến chết, nhiều người chết trong các nhà tù, trại giam và đồn cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo thống kê từ trang web minhui.org, trong nửa đầu năm nay, có 39 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết. Những màn tra tấn có hệ thống và nghiêm trọng nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã phải trải qua nhiều cuộc tra tấn khác nhau. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2003, tại trại lao động Thập Bát Lý Hà ở tỉnh Hà Nam, học viên Pháp Luân Công Quản Qua đã bị tra tấn đến chết bằng áo cưỡng chế. Khi đó cô mới chỉ 33 tuổi, bà Đinh Hiểu Hà, một học viên Pháp Luân Công, đã phải chịu loại cực hình ngũ mã phanh thây. Sau 11 ngày bị kéo căng, chân tay tôi bị thít chặt đến nỗi chảy ra rách thịt. Ngay cả khi mỗi đêm được hạ xuống thì tôi cũng không thể ngủ được. Đau không thể diễn tả được, thật đúng là ngũ mã phanh thây. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2013, trang minhui.org đã xuất bản báo cáo điều tra về hành vi tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thống kê cho thấy, trong 65% số người chết, 21% bị đánh đập tàn nhẫn đến chết, 11% bị bức thực đến chết, 10% tử vong do bị tiêm thuốc tâm thần hoặc thuốc độc, 2% bị tra tấn đến chết và 2% bị giết vì sốc điện. 26% số người chết vì các thủ đoạn tra tấn tổng hợp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào tháng 3 năm 2006, bà Annie, một y tá từng làm việc tại Bệnh viện Huyết khối Tô Gia Đồn ở Thẩm Dương, đã làm chứng tại Washington, D.C. Chồng cũ của bà, một bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Huyết khối Tô Gia Đồn, đã lấy giáp mặc sống của khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công. Bà Annie nói rằng có một tầng hầm ở Tô Gia Đồn. Năm 2002, khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong đó. Đến năm 2006, không một ai sống sót trở ra. Kể từ đó, cộng đồng quốc tế đã đưa ra nhiều báo cáo điều tra cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm như các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2016, cuốn sách Bloody Harvest, The Slaughter and Update, tạm dịch, thu hoạch đẫm máu, đại tàn sát, bản cập nhật, đã được phát hành tại Washington, D.C. Ba đồng tác giả, cựu quốc vụ Khanh Canada phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, David Cowher, phóng viên điều tra kỳ cựu của Hoa Kỳ, Ethan Gassman, và luật sư nhân quyền Canada, David Mathers, nói rằng trong 15 năm qua ở Trung Quốc đại lục, ước tính có khoảng 1,5 triệu ca phẫu thuật ghép tạng đã được thực hiện, nguồn nội tạng chính đến từ các học viên Pháp Luân Công. Ông Mathers tuyên bố rằng, việc thu hoạch nội tạng người của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tội ác chưa từng có trên hành tinh này. Vào tháng 6 năm 2019, Tòa án Nhân dân độc lập do ngài Geoffrey Knight QC, luật sư cao cấp của Hoàng gia Anh chủ trì và ra phán quyết, hành vi cưỡng chế mổ cướp nội tạng đã được tiến hành ở Trung Quốc trong nhiều năm và quy mô rất lớn. Các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn là và có khả năng là nguồn cung cấp tạng chủ yếu nhất. Tòa án Nhân dân độc lập cũng ước tính rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện khoảng 60.000 đến 90.000 ca phẫu thuật nội tạng mỗi năm. Pháp Luân Công là mục tiêu đầu tiên của cuộc tấn công và giám sát không gian mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1999, vì e sợ số học viên Pháp Luân Công đông hơn số đảng viên Đảng Cộng sản trong nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp, kiểm soát tất cả dư luận truyền thông, bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Công. Chính quyền Trung Quốc lần lượt bào chế ra vụ 1.400 cái chết và vụ án tự thiêu giả Thiên An Môn để duy trì cuộc bức hại. Cùng lúc đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng phong tỏa Internet nghiêm ngặt ba từ Pháp Luân Công. Từ đó tới giờ vẫn luôn là mục tiêu giám sát, phong tỏa và công kích số 1 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một báo cáo điều tra được công bố năm 2005 bởi ông John Hafen, giáo sư luật tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chặn 100% các thông tin báo cáo chính diện về Pháp Luân Công. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2011, chương trình Báo Internet tới rồi do CCTV7 sản xuất trong chuyên mục Khoa học và Công nghệ quân sự cho thấy trường quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tấn công mạng như thế nào. Các mục tiêu công kích được trình bày trong chương trình là các trang web của Pháp Luân Công, bao gồm Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Mỹ, Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Alabama,
falundava.org, minhui.org, vân vân. Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng 1/4 nguồn tài chính của quốc gia để bức hại Pháp Luân Công. Năm 2003, Tổ chức Thế giới điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã chỉ ra rằng 1/4 tài nguyên kinh tế của Trung Quốc được sử dụng để bức hại Pháp Luân Công. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là ông Giang Trạch Dân đã một lúc chi ra khoảng 14.000 tỷ đồng để thành lập một trung tâm tẩy não hoặc căn cứ để chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công. Năm 2001, thông tin nội bộ từ Bộ Công an của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy chỉ riêng chi phí truy quét các học viên Pháp Luân Công ở Thiên An Môn là từ 5,7 đến 8,3 tỷ đồng mỗi ngày, tương đương khoảng 2.056 tỷ đến 3.018 tỷ đồng mỗi năm. Một quan chức của Sở Tư pháp tỉnh Liêu Ninh từng nói tại cuộc họp ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia rằng khoản đầu tư tài chính để đối phó với Pháp Luân Công đã vượt quá kinh phí cho một cuộc chiến tranh. Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào 100 triệu học viên Pháp Luân Công đã kéo dài 21 năm. Vào ngày 20 tháng 7, nhân kỷ niệm 21 năm các học viên Pháp Luân Công phản bức hại, ông Samuel Brabeck, đại sứ Hoa Kỳ về quyền tự do tôn giáo quốc tế, đã nói với các học viên Pháp Luân Công trong một cuộc họp rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc trước tiên đã đàn áp Pháp Luân Công và sau đó sử dụng các phương pháp tương tự để đàn áp các nhóm người khác. Ông Levi Browder, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Cùng với đó là có rất nhiều thủ đoạn đàn áp hiện đang được áp dụng vào các nhóm người khác như tẩy não, tra tấn, xét xử sai, giám sát mạng, nhận dạng khuôn mặt, giám sát dữ liệu lớn, vân vân. Ông nói, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Một điểm rất quan trọng là trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại 100 triệu người, chiếm 1/13 dân số của một đất nước. Vậy thì hãy thử tính xem, có bao nhiêu thành viên gia đình hoặc đơn vị công tác của họ bị ảnh hưởng, có bao nhiêu gia đình phải ly tán. Nếu cuộc đàn áp Pháp Luân Công không dừng lại và những người phải chịu trách nhiệm không bị đưa ra công lý, thì những tổn hại mà đất nước Trung Quốc phải chịu sẽ không bao giờ được bù đắp.